8 giờ tối, trại dế Thanh Bình vẫn phải đóng trứng dế cho trại vệ tinh để đưa sang Nam Định. Chúc em chăn nuôi thành công. Đây. Dế xuất đi rồi à? Dế đi hết rồi, cái hôm nay em nhìn em đi hết rồi. Đây em đi trong ngon ngọt lắm, béo được một lần tỏi thì đấy kìa. Đấy kìa. Một cái này là một khay à? Ừ. Một cái này là một khay à? Trả một lớp vỉ trứng là vẫn cứ đưa phôi trứng lên đúng không? Anh biết là một ngày bọn em vẫn 100 thùng thuốc như này đấy, biết không phải một ngày đâu mà có 2 tiếng đồng hồ nữa đấy, vừa cho thùng thuốc vừa cho hàng thùng thuốc vừa đóng được và đóng được ngon đấy, đóng cuốn kỹ lắm, nó hải sản được cuốn kỹ lắm, nhưng mà cuốn như này đến bao giờ cho vào vài quay những cái này nó cháy hết rồi, nó nóng đấy, sân bay đóng lên sân bay đấy. Hôm nay em xem một kia nó làm cho mình ở để nó làm không là mình biết làm phát một kia rồi phóng phóng luôn. Con gấu rất là chưa vậy? Con gấu xinh của chưa vậy? Dạ, không có đâu, con này kinh lắm đấy, chó cọc này đôi đơn giản đâu à. Nhưng mà mông cọc này đấy.